Quân đang đi cùng một chú chuyên đi lấy những cây thuốc. Hai chú cháu đang đi tìm một cái cây thuốc mà chuyên đặc trị bệnh vẩy nến cực kỳ hiệu quả. Bây chú đang đi đi trước quân này các bác này. Ở trên rừng này là có khá nhiều loại cây này. Có nhiều bác bị bệnh vẩy nến, đi chữa nhiều nơi không khỏi. Mà bệnh vẩy nến thì thực ra bệnh da liễu hiện nay cũng chưa có phác đồ điều trị, chưa có cách điều trị hiệu quả. Chú Viện đã phát được một cái đường vào các bác này. Bây giờ Quân đã đi theo chú Viện, lần theo cái vách này. Đây các bác biết cái này cái gì không ạ? Khá là cao đấy. Cây này chính là cây móc coi nhé. Đấy, nó có cái quả thành chùm ấy. Nôm na nó giống như cây cau, thuộc họ của cây cau. Nó giống cây báng. Còn cây này quả nó thành chùm dài, rất là ngứa. Thì bộ phận chính dùng làm thuốc của cây móc chính là đây các bác này. Đây này, nó ra những cái mảng rễ ra như này. Đấy, rất là nhiều. Nhưng mà không phải cây nào cũng có đâu. Cây già mới có, mà không lấy được đấy, nó đâu. Theo kinh nghiệm của chú Viện đi lấy cây móc này cho các thầy thuốc, thì chỉ những cái cây già đấy, và trên đá. Còn ở dưới đất thì những cái rễ này nó sẽ cắm xuống dưới đất, nó sẽ không có. Cơ bản ở trên đá, trên vách đá. Và những cái rễ này thì mới làm thuốc được các bạn. Đấy. Chính là cái rễ đây, bộ rễ đây. Rễ này thì có một vài công dụng này. Một, đó là chữa yếu sinh lý của nam giới. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ cho cái vị thuốc là cái rễ cây móc này thì rất là ít. Và theo đúng liền liều lượng. Và không phải là dùng tùy tiện được, giống như là rễ cau được. Mà rễ móc này phải những ai có kinh nghiệm thạo về thuốc thì người ta mới dùng cái rễ móc này điều trị yếu sinh lý nam giới. Đấy, kinh nghiệm đầu tiên. Kinh nghiệm thứ hai nữa là đó là chữa vẩy nến. Cái móc này ấy, quả rất là ngứa. Và trong cái thành phần của rễ của nó cũng khá là ngứa. Con cầy vòi lại ăn quả nhá. Đấy, nhưng mà cái rễ này lại là một cái vị thuốc rất hay để điều trị vẩy nến. Dùng độc và trị độc. Đấy. Đấy. Đấy chính là cái bẹ của nó đấy các bạn. Đây là mầm. Vâng. Đây các bác. Đấy. Bẹ của cái móc đây ạ. Cái bẹ này thì chữa vấn đề tiểu tiện không thông. Rồi tiểu ra máu. Tiểu buốt, tiểu rắt là dùng cái bẹ cái này. Đấy, dùng cái bẹ non này các bác này. Khoảng 20g ở dạng tươi. Cạo sạch vỏ, rửa sạch, sáp thành miếng mỏng, sau đó là sắc nước uống. Đấy, cái bẹ cái móc coi nhá. Kinh nghiệm thứ ba nữa. Đó là dùng cái bẹ này phơi khô, đốt cháy thành than khoảng 10g. Và sử dụng hạt của quả lâu nhân. Đấy. 12g. Tất cả đem sắc nước uống, điều trị chứng ho ra máu. Đấy là một số kinh nghiệm dùng cái cây móc này làm thuốc. Đấy. Ngoài ra thì nó còn được dùng để chữa rong kinh, băng huyết ở phụ nữ này. Đấy. Rồi một số bài thuốc đắp. Đây, Quân trọng tâm giới thiệu cho bác cái kinh nghiệm dùng cái rễ của cây móc này làm thuốc. Một, đó là chữa nam giới yếu sinh lý. Đấy. Có nhiều vị lương y người ta sử dụng cái rễ này và người ta coi trọng cái rễ cây móc này.
hơn là rễ của cây cao. Người ta thích dùng rễ móc hơn là dùng rễ cao các bạn. Đấy, tuy nhiên như cô đã nói ban đầu ấy, liều lượng dùng cái rễ móc này phải hạn chế, và những thầy thuốc có kinh nghiệm người ta mới dùng, chứ không thể dùng tùy tiện được. Và kinh nghiệm như cô đã nói đó là chữa bệnh vẩy nến. Bác nào mà đang bị chứng bệnh vẩy nến mà chưa có phương pháp điều trị tốt ấy, đi các bệnh da liễu mà không khỏi, uống nhiều loại thuốc không khỏi, bôi nhiều loại thuốc không khỏi, các bác có thể liên hệ với Quân. Cái bài thuốc của Quân thì có vị thuốc đó là rễ cây móc này, và khá nhiều những vị thuốc khác. Khi có điều kiện thì Quân sẽ trình bày các bác cái bài thuốc này. Đấy, nội dung video ngày hôm nay thì chủ yếu là giới thiệu cho bác đặc điểm tự nhiên của cây móc. Và cây móc ở núi đá thì nó có những cái rễ, bộ rễ ra như thế này, là cây móc cho cái tác dụng làm thuốc rất là tốt. Chú Viện đi đào cây móc nhiều như này thì những cây nó ra rễ như này thì mình đào nó có ảnh hưởng gì không? Không, sao rồi, sang năm nó lại mọc cái này. Chùm này, lúc kia mình lấy lại dễ hơn. Với mình có lấy được xác đâu? Vâng ạ. Mình không lấy nó xác. Không bị chết đâu phải không? Không, nó già chết đấy, khoảng 20 năm chết. À, nó chỉ chết già đấy phải không? Chết già thôi. Vâng ạ. Mỗi một gốc cây như này nó được khoảng mấy cân? Như gốc này là nhiều, còn mọi gốc cũng không được nắm nào. À. Ví dụ nó mọc dưới khe này không lấy được. À. Nó mọc ở trên này nó chùm xuống lấy được, hoặc xuống đất mình chỉ lấy được ít này nè. Vâng. Các bác cũng tránh nhầm lẫn một loại cây khá giống với cây móc ở trên rừng, đó chính là cây báng. Cây báng thì kích thước nó to hơn, quả to hơn. Và cái rễ của nó cũng to hơn. Rễ to mà nó không vàng. Rễ của cây báng này các bạn này. Cái này nó sộp không báng. Mà. Đây. 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 To hơn. To nhiều lắm. Này. Vâng. Không được nhầm. Nhầm nó cũng chẳng sao đâu, đoạn này nó cũng lành tính rồi, nhưng mà nó không tác dụng thôi. Tác dụng nó ít hơn. Tác dụng ít hơn. Đây. Đấy. Đây này. Đấy. Đấy nha, con sẽ lấy cái rễ móc cho bác xem nhá. Đây, rễ móc có bé như này mà. Đấy. Đấy, các bạn. Còn rễ báng nó to. Hai loại khác hẳn nhau nhé. Cây làm thuốc thì con sẽ dùng cây móc này. Cây nhỏ. Đấy, loại rễ nhỏ, rễ vàng này các bạn này. Đấy. Bác nào biết thêm công dụng của rễ cây móc và những bộ phận khác của trên cây móc như là quả rồi bẹ cái móc thì các bác hãy để lại bình luận xuống dưới giúp Quân các bác nhé. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái thuốc, vị thuốc, những cái bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.